Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa vũ nữ. Một số cái mặt hoa vũ nữ các cô chú anh chị. Hôm nay thì cái lô hàng em về là 6 cái màu hoa. 6 loại luôn. Sáu loại nha các cô chú anh chị, 6 loại vũ nữ. Đây, cái mặt hoa đầu tiên em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, đây là cái mặt hoa là vũ nữ vàng anh. Đây là mặt hoa vũ nữ vàng anh. Các cô chú anh chị mình cố gắng nhớ tên nha, cái này là nó nhiều loại lắm. Đây, vũ nữ vàng anh các cô chú anh chị, nó có cái mã số nè, là RV09 nè. RV09, đây nè các cô chú anh chị mình nhìn cái đầu nó nè, nghe chỗ cái tay anh chỉ nè nha. RV09. Còn ở trên đây là tên tiếng Anh, rồi ở dưới là dịch lại là tên Việt Nam. Dịch là vàng anh. Và đây là cái mặt hoa của vũ nữ vàng anh. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Thì cũng thông báo với các cô chú anh chị mình là giá bán của các dòng vũ nữ này, giá bán của các dòng vũ nữ này là 130k cho một chậu. 130k cho một chậu nha các cô chú anh chị. Nhưng mà em ship lần là em ship 2 chậu, chứ một chậu là khó ship lắm. Em ship một lần là 2 chậu. 130k cho một chậu thì một ai lấy một cặp nó là 250.000. Cô chú anh chị nào mình lấy một cặp là 250.000. Còn mình lấy 4 chậu nha, 4 chậu là 480.000. Thay vì 500 đó thì em bán là 480. Còn cô chú anh chị nào mình lấy 6 loại luôn thì em sẽ bán với giá là 700k. Thay vì 750k thì em bán 700. Nói chung cô chú anh chị nào mình lấy nhiều thì em giảm ít thôi. Cái này thật sự mà nói cũng lời ít. Các cô chú anh chị mình ha, 130k một chậu nha. Rồi bây giờ em giới thiệu từng loại các cô chú anh chị mình thấy ha. Cái lúc để coi. Đây là cái mặt hoa. Mặt hoa là RV09 ha. Rồi tiếp theo, đây là cái mặt hoa là H874. H874 vũ nữ Nova. Đây là cái mặt hoa của vũ nữ Nova nè. Để coi từ từ nha. Đây, vũ nữ Nova. Để em cho cô chú anh chị mình coi vừa mã số mà vừa hình luôn nha. Đó, đây là vũ nữ Nova, hoa to đẹp. Nói chung vũ nữ mỗi mặt bông là nó có cái nét đẹp riêng các cô chú anh chị. Rồi tiếp theo, đây là mặt hoa của vũ nữ Hồng Tiết. Vũ nữ Hồng Tiết này thì có cái mã số là RV08. Vũ nữ Hồng Tiết nha, đây là cái mặt hoa của vũ nữ Hồng Tiết nè. Rồi RV08. Tiếp theo là vũ nữ ngà. Vũ nữ ngà này thì nó có cái mã số là H935. Đây là mặt hoa của vũ nữ ngà. Đây là vũ nữ của hai dòng Đài Loan nha các cô chú anh chị. Đây là vũ nữ ngà nha. Tiếp theo đây là cái mã số 957. 957, đây là vũ nữ pháo hoa. Pháo hoa Hilo. Pháo hoa Hilo. Nói kêu pháo hoa cho nó dễ hiểu nha.
cô chú anh chị mình nhớ cái mã số mà em 957. Đây là cái mặt hoa của những nữ pháo hoa. Nữ pháo hoa này là giờ cái giò hoa nó dài lắm nha các cô chú anh chị. Một loại nữa các cô chú anh chị, đây là vũ nữ mèo vàng. Đây là vũ nữ mèo vàng nha. Vũ nữ mèo vàng này có mã số là H906. H906, đây là vũ nữ mèo vàng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đó. Vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái mặt hoa. Bây giờ vô chi tiết nha các cô chú anh chị. Rồi, bây giờ vô cái mặt hoa đầu tiên nha các cô chú anh chị. Đây là mã số là 957. 957, vũ nữ pháo hoa. Pháo hoa, đây. Đây là mặt hoa. Rồi, còn hình cây. Hình cây đây các cô chú anh chị. Đây là những cái cậu vũ nữ này là đang ở tình trạng là đa phần là nhú dồi nha các cô chú anh chị. Đó, nhú dồi hết chứ dồi lớn dồi nhỏ. Đây các cô chú anh chị thấy không? Đang nhú dồi hoa. Đó. Đang nhú dồi hoa. Thì nói chung cái này em không quay mã số theo từng hình nữa mà bây giờ là giới thiệu hình cây cơ bản. Rồi các cô chú anh chị mình là chọn cái mặt hoa, rồi em sẽ cố gắng là chọn những cái hình cây đẹp nhất có thể để gửi đến các cô chú anh chị mình. Đó, đây là mã số đầu tiên là 957, vũ nữ pháo hoa. Đó, hình cây, đây là cái củ to mập khỏe, đang có giò hoa hết. Nguyên cái lô vũ nữ này của em tất cả đều là đang giò hoa nha các cô chú anh chị. Đây, tiếp theo cái mã hình cây thứ hai là RV08. RV08, đây là hồng tuyết. Đây là vũ nữ hồng tuyết đây nha. Đó, mặt hoa này vũ nữ hồng tuyết nè. Cây này thì cái củ nó nhỏ hơn nhưng mà nó lùm lùm. Lùm lùm. Đó. Tất cả các cái cây này là đang trong tình trạng là đang nhú giò hoa hết nha các cô chú anh chị. Đó, hình cây đó. Rồi bây giờ mình qua loại khác nha. Qua loại khác gì đây? Đây là vũ nữ H874, vũ nữ Nova H874 nha. Bây giờ đây em lấy cái mặt hoa cho các cô chú anh chị mình nha, coi nha. Đây, đây là cái cây này là H874, là nó vô cái mã số nó này là hình hoa này nè. Cái này là bụi to nha các cô chú anh chị nha. Bụi to khỏe lực lắm. Đó, bụi to khỏe lực. Đây, củ to đùng luôn. Đó, củ to đùng luôn các cô chú anh chị. Bụi to lắm, lá dày dặn. Đây. Vũ nữ Nova. Đây là vũ nữ có mã số là 935. Đây là vũ nữ ngà. Vũ nữ ngà, và đây là mặt hoa của vũ nữ ngà. Vũ nữ ngà thì đây là hình cây của vũ nữ ngà. Đây các cô chú anh chị. Hình cây là ok nha các cô chú anh chị. Nói chung đây là một củ bự. Chỗ nào cũng vậy. Củ nào cũng là một củ bự, một củ nhỏ, nó kèm kèm theo vậy đó. Đó. Cây rễ rất ngon lành cành đào nha. Củ to. Vũ nữ ngà. RV09. Vũ nữ vàng anh. Cái này là vàng anh, RV09 đây. RV09. RV09 này thì cây nhỏ lá nhỏ nhưng mà đều được con cái là 4-5 củ luôn, đông quân các cô chú anh chị, đông quân. Đây, đông quân nha.
Long Quân. Đây, vũ nữ vàng anh. À, cái mặt hoa cũng cực kỳ xuất sắc nha. Đây, vũ nữ vàng anh. Đây, đang có cái vòi to luôn. Đó. .906 mèo vàng vua. Đây, đó, rồi mặt hoa. Đó. Mèo vàng vua. Mèo vàng vua. Đó, đây hình cây các cô chú anh chị, hình cây. À, cái thân cái loại này thì thân to nha, thân to, cái thân nó không phải cái thân to mà là củ to, em nói nhầm, củ to. Đây, 906 nè. À, nói chung cái chậu nào nó cũng hai ba củ, mập ú ù. À, mập ú ù luôn các cô chú anh chị. À, cây ok nha các cô chú anh chị, cây ổn đẹp. Đây các cô chú anh chị. À, cái này là mỗi một loại em về là có 20 cây nha các cô chú anh chị. Thì các cô chú anh chị mình cứ lựa chọn thoải mái. Bây giờ em không biết em giới thiệu đủ 6 cái mặt hoa chưa. À, có 6 cái mặt hoa nha các cô chú anh chị. Đồng giá là 130k cho một chậu. À, ở đây thì nhập về thì giá nó có trên có dưới, nhưng mà em bán nó lệch nhau cũng 10.000, nên cũng không đáng kể lắm. À, nên là em bán đồng giá để các cô chú anh chị mình dễ dàng sưu tầm. À, dễ mua ha. À, vũ nữ, 6 loại vũ nữ luôn nha các cô chú anh chị, 6 loại vũ nữ. À, 6 loại vũ nữ để các cô chú anh chị mình sưu tầm. À, 6 loại vũ nữ. Một loại nè, hai loại nè, ba loại nè, bốn loại nè, năm loại và 6 loại. À, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn. Thì cô chú anh chị nào mình thích cái mặt hoa nào thì mình nhớ cái mã số đó, mình đọc cái mã số nha các cô chú anh chị. Đọc cái mã số thì em sẽ lấy cho nó chính xác hơn cho các cô chú anh chị mình. Xin cảm ơn các cô chú anh chị.